Vâng, tôi đã mang giấy tờ sang công ty Bibu để cho thư ký ký rồi. Vừa mới mua trà sữa xong ạ, chỉ cần mua bánh và đồ trưởng phòng dặn nữa là xong ạ. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa trưởng phòng. Tiêu rồi. Ôi. Cái gì đấy? Thấy rồi. Này, anh kia, không phải thấy người khác hiền mà thích nói gì thì nói nhá. Cô bị làm sao ấy? Sao Tiên đánh tôi? Nhìn anh ý thì cũng đàng hoàng đấy, tại sao lại biến thái như vậy? Biến thái cái gì? Tôi làm gì cô? Cái loại đàn ông thấy con gái người ta lúc sơ hở không để ý là sợ. Là rồi nhìn như vậy mà không biết xấu hổ à? Tôi nói cho anh biết nhá, răng môi của anh ý sắp đi rời xa rồi đấy. Này, tôi động chạm hay là nhìn ngó thì cô bao giờ hả? Vẫn còn cãi được. À, có phải là thấy anh đẹp trai quá nên cố tình gây chuyện làm quen đúng không? Xin lỗi cô em nhá, cái cơ thể của em ấy anh không hứng thú. Anh nói cái gì cơ? Anh nói là tôi cố tình để làm quen với anh á? Chứ không phải à? Nhưng mà xin lỗi cô em nhá, cái người mà trước sau như một như cô em ấy anh không thích. Anh yeah! Cái gì vậy? Này, thế rốt cuộc nhá, ai mới là người biến thái đây? Cô thích tôi tới mức như vậy sao? Đây chỉ là vô tình thôi. Tôi không thích anh. Anh đừng có mà hiểu lầm. Nhất định không được hiểu lầm nữa đấy. Tôi còn chưa gần gũi người con trai nào cả. Tôi còn nguyên đấy. Cái cô gái này kỳ lạ thật đấy. Alo, tôi gần tới nơi rồi. Ok. Đẹp quá, em thích lắm ạ. Anh biết là em sẽ thích mà. Đây là mẫu mới nhất của bộ sưu tập mùa đông, cũng là tấm lòng của anh. Em cảm ơn anh, em thích lắm. Alo, bố ạ? Bố gọi con trong giờ làm việc có việc gì không ạ? Chiều nay con tới địa điểm để xem mắt mũi này cho bố nhé. Xem mắt đi ạ? Con không đi đâu, tuần nào cũng đi rồi, chán chết đi được. Bố lại nghe bà ta xui chứ gì? Gì con cũng là muốn tốt cho con. Đêm nay vất vả tìm các mối để con xem mắt. Đã không biết ơn là con bố láo. Con không thích. Bà ta thích thì tự đi mà xem. Mất dạy. Con mà không nghe lời bố và gì, cứ qua lại với cái thằng Đức đó nữa thì đừng có trách vụ ác. Bố nhìn người ấy không có sai đâu. Bố kệ con đi. Được, nếu con mà không đi xem mắt mỗi chiều nay thì ngay lập tức từ mai ấy, sẽ cấm cửa và cắt hết các khoản chi tiêu, không có cho một đồng xu nào hết. Kìa bố. Này, ông già em lại gọi điện bắt đi xem mắt đúng không? Cấm cản không cho qua lại với anh gì? Đúng là như vậy đấy. Bố em bắt em đi xem mắt. Mà cái người xem mắt đấy lại là do bà dì ghẻ em giới thiệu. Mà bà dì ghẻ em giới thiệu thì chắc chắn là không phải người tốt lành gì rồi. Anh à? Mau nghĩ cách đi. Nếu mà không thì bố em cắt tiền chi tiêu, rồi là cả tài sản của công ty nữa đấy. Bố em làm thật đấy, không đùa đâu. Để anh suy nghĩ đã. Tôi về rồi đấy ạ. Đây là đồ mà trưởng phòng nhà tôi mua. Đây là giấy tờ đã trình thư ký của công ty Vivo ký.
Còn đây là báo cáo mà hôm qua cô nhờ tôi làm đấy ạ. Cô làm việc cái kiểu gì đấy? Đi đâu mà lâu thế? Đây tôi... Nhưng đây đâu phải công việc... Thôi, nhân viên thử việc thì pha trà rót nước là đúng rồi. Cãi gì? Mình mà không phải vì cần tiền lương lo viện phí cho mẹ thì... Cố nhẹ đi Dương. Nhìn thấy cô ta là người thấy mùi rác rồi. Con vào quét rác đấy à? Cô có thể bắt nạt tôi thế nào cũng được, nhưng cô không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Đúng rồi đấy. Thế nhưng mà cô có thông qua thử việc được hay không ấy thì lại phụ thuộc vào tôi đây này, trưởng phòng. Ok. Mà hình như là cô cũng đang cần tiền để chữa bệnh cho bố mẹ đúng không? Sao anh quan tâm cô ta thế? À, này, bây giờ cô giúp tôi một việc, tôi sẽ cho cô làm nhân viên chính thức, thế nào? Là việc gì? Nhưng mà nếu là việc sai trái thì tôi sẽ không làm đâu. Hay, thì miệng cứ xuyên xuyết đấy nhở? Tôi không bắt cô làm việc gì khó đâu, cứ đi theo tôi. Bỏ tôi ra, kéo tôi đi đâu vậy? Bảo cô đi thì cô cứ đi đi. Thế bây giờ cô muốn làm nhân viên chính thức kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ không? Tôi có, nhưng rốt cuộc là cô định đưa tôi đi đâu? Quả nhiên là không tốt lành gì mà. Bây giờ nhá, cô chỉ cần đi xem mắt thay tôi thì tôi sẽ bảo anh Đức đánh giá năng lực tốt cho cô để cô được làm nhân viên chính thức. Đi xem mắt thay á? Không được, việc này tôi không làm được đâu. Bố tôi bảo tôi đi xem mắt với một người khác. Trong khi thì cô biết rồi đấy, tôi thích anh Đức lâu lắm rồi. Cô chỉ cần bảo là cô tên là My, đến đấy xem mắt hộ tôi là được. Cô nói thật chứ? Đương nhiên là thật rồi, tôi có bao giờ điêu cô không? Đây, số điện thoại của anh ta đây. Cứ vào đi, biết đâu hai người lại có duyên thì sao? Đẹp trai, cao ráo, được lắm, vào đi. Sắp có trò vui để xem rồi đây. Đúng là nồi nào úp vung đấy, đũa mốc thì phải đi bắt sứt là đúng rồi. Alo, tôi là người hôm nay đến hẹn xem mắt anh này. Anh đang ngồi ở đâu vậy? Tôi đang ngồi ở ngay ngoài đường đấy. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đứng dậy nhá. Tôi đây. Là anh. Là cô à? Cô là người xem mắt với tôi á? Là anh sao? Sao mà cô đỏ thế kia? Hay là cô lại nhớ về... Đâu có đâu. Là tôi đánh phấn má đấy chứ. Ai thèm xấu hổ, ai thèm để ý đến anh. Đây cô tự nói đấy nhá. Mà cô là người xem mắt với tôi á? Tôi là Dương. Là My. Tôi chính là người đến xem mắt anh hôm nay. Thế là Dương hay là Diễm My? Tên thật của tôi là My, nhưng mà thường thường mọi người gọi tôi là Dương. Dạ vâng, tuân lệnh mẫu hậu, con sẽ đi xem mắt để tìm con dâu cho mẹ. Là cô gái này sao? Cô thật sự là người xem mắt với tôi á? Anh không tin thì thôi, tôi không xem mắt nữa, tôi đi về. Cô có sao không? Tôi nể cô thật đấy. Đúng là tiểu thư nhà giàu cũng khác nhỉ? Thật ra tôi... Thôi, vào bị chính luôn nhé. Như cô cũng thấy rồi đấy. Tôi thì vừa làm xe ôm và vừa làm shipper. Gia đình của tôi thì hoàn cảnh khó khăn, còn mẹ già và em nhỏ cần phải lo nữa. Cô có cảm thấy ngại khi xem mắt với tôi không? Không có. Cô không thấy ngại thật á? Xe ôm hay là shipper thì sao chứ? Đó đều là công việc chân chính và kiếm tiền lương thiện mà.
Chủ tịch, có phải chủ tịch thích cô gái ấy rồi không ạ? Sao còn nói như vậy? Bởi vì tôi thấy sắc mặt của chủ tịch vui vẻ hơn kể từ khi mà chủ tịch gặp cô ấy đấy ạ. Vậy sao? Thư ký Cao này. Dạ. Cậu giúp tôi tìm hiểu về cô ấy nhé. Xuất thân, gia thế, hoàn cảnh đầy đủ vào. Không phải là bà chủ đã tìm hiểu rồi sau đấy mới mai mối cho chủ tịch sao ạ? Sao bây giờ phải tìm hiểu nữa vậy ạ? Cô gái đó không phải là người hôm nay đi xem mắt. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Dương. Anh Toàn, sao hôm nay trông anh lạ vậy? Anh mặc vậy tôi xin lỗi không nhận ra anh luôn. Vậy Dương thích tôi trong bộ đồ nào hơn? Này, cô Dương, việc tôi giao cô làm đến đâu rồi mẹ? Đứng đây yêu đương gì đấy? Dạ, trưởng phòng, việc đó tôi sắp làm xong rồi ạ. Thằng Toàn, hóa ra cái thằng bạn trai mà làm xe ôm mà cô kể đó chính là thằng này à? Ui giời ơi. Là cậu sao? Tôi bảo làm xe ôm thì làm xe ôm đi, ăn mặc đẹp làm cái gì? Tưởng ngày xưa học giỏi thế nào, bây giờ vẫn chỉ làm xe ôm. Cậu nói đủ chưa? Sao thế? Xấu hổ với cô ta à? Ui giời ơi, hai người đúng thật là xứng đôi vừa lứa. Một ông thì làm xe ôm, một bà thì làm nhân viên tử việc quen. Cậu nói chuyện tôn trọng người khác một chút đi. Trưởng phòng, anh không được xúc phạm anh ấy. Anh ấy không phải là cấp dưới của anh. Wow, tôn trọng. Tại sao tao phải tôn trọng bọn mày? Nhìn lại mình đi. Nhìn này, một ông xe ôm nhá, một con thử việc này. Mà tao bảo nhá, nó ấy là chuyên làm sai mặt cho bọn tao. Người yêu tao suốt ngày sai nó đi mua trà này, mua nước, làm mấy việc lặt vặt. Mà đấy, hôm nay lại còn dám bật lại cấp trên. Cô không muốn qua được buổi thử việc đúng không? Anh làm sao? Tại vì tôi là cấp trên, cô ở đây này. Thế nên ý, việc cô có lên chính thức hay không phụ thuộc vào tôi. Ok nhé. Bye bye. Cậu ta hay bắt nạt em như vậy sao? Thôi, anh cứ mặc kệ em đi. Bây giờ anh về đi. Xem ra là cô nghỉ việc cũng hơi sớm đấy nhở. Từ giờ không muốn chân sai vặt nữa rồi. Nhưng mà thôi, cô cũng không nên làm việc ở một công ty lớn như vậy. Mi, cô... Thì ra cô chính là Diễm Mi sao? Anh Toàn, anh... Sao? Anh để mắt đến tôi à? Này cô Dương, ai cho cô để thằng này lên công ty hả? Công ty là cái chợ à? Lắm người lạ thật đấy. Cứ nghĩ là khoác lên mình bộ quần áo sang trọng thì sẽ quên mất đi nghề nghiệp của mình, tự do vào công ty của người khác. Thật ra công ty này tôi thích vào thì vào, thì thích ra thì ra. Vì công ty này thì bây giờ là của tôi rồi. Này, mày bị ảo tưởng đấy à? Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Bảo vệ! Dạ sếp, em nghe. Dạ, vâng ạ. Thưa chủ tịch, tất cả các giấy tờ pháp lý về việc chuyển nhượng công ty đều đã được xác thực. Kể từ giây phút này, anh chính thức là chủ tịch của công ty này ạ. Chủ tịch á? Phải. Anh Toàn chính là chủ tịch của FVM Group và cũng sẽ chính là chủ tịch của Song Mai. Chuyện này là sao chứ? Anh xin lỗi. Thật ra anh không phải là CEO như anh đã nói với em, mà anh là chủ tịch của FVM. Nhưng vì muốn thử lòng người con gái mình xem mắt, cho nên anh đã giả vờ là một người lao động nghèo. Dạ vâng, hôm nay con có việc gấp, cần xử lý ở bên ngoài. Bây giờ mới cầm điện thoại ạ. Sao về hả mẹ? Mẹ nhắn con đi xem mắt đi mà. 12 giờ trưa nay con nhớ tới xem mắt đấy. Mối này mẹ nhờ người quen tìm hiểu cho. Nói chung là con nhà gia giáo, ngoan, không phải như những cô gái trước đây đâu. Sao mẹ dễ tin người vậy ạ? Bây giờ hôn nhân là chuyện cả đời của con mà. Mẹ cứ để cho con tự tìm hạnh phúc của mình đi. Lần nào cũng thấy con nói câu đó, nhưng mà chả thấy yêu đương gì. Con cứ tin tưởng mẹ đi. Mối này chắc chắn không giống mấy lần trước con xem mắt đâu. Con không tin thì cứ thử mà xem. Mẹ chưa nói thân phận chủ tịch của con đâu. Dạ vâng, vậy thì con sẽ thử ạ. Thầy nói với mẹ rồi, lần này chắc chắn con gặp được ý trung nhân, chọn đời chọn kiếp đấy.
Thì ra cậu là chủ tịch à? Trông cậu rất là ăn mặc này rất là hợp phong thái đấy. Đúng là bạn bè lâu ngày không gặp, tôi được mở mang tầm mắt. Cậu với tôi là bạn bè sao? Đúng rồi. Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi xin chính thức thông báo cho cậu trưởng phòng đếp một việc. Là từ bây giờ trở đi, cậu bị sa thải. Tại sao chứ? Tôi có làm gì sai đâu. Lạm dụng chức quyền, ăn chặn tiền công quỹ của công ty, hùa cùng bạn gái để chèn ép nhân viên cấp dưới, bắt nhân viên cấp dưới làm việc thay cho mình, rồi vơ công về mình. Toàn, cậu nể tình cũ thay cho tôi. Tôi mời cậu đi ra khỏi công ty của tôi. Anh Toàn, chính anh ta đã ép em làm bạn gái của anh ta, rồi không cho em đi xem mắt với anh đấy. Này, cô nói gì đấy? Thật ra, người đi xem mắt với anh hôm đấy đáng ra là em, nhưng mà anh ta không cho em đi và bắt nhân viên thử việc phải đi thay ạ. Cô nói sao cơ? Cô thật là đáng sợ. Cô lợi dụng tôi, xong giờ thấy cậu ta giàu hơn, cô định trở mặt đúng không? Anh Toàn, anh đừng tin lời anh ta. Anh ta muốn dìm em xuống đấy. Hôm đó anh ta bắt Dương đi thay em. À, anh có thể hỏi Dương. Hôm đó đáng ra em mới là người đi xem mắt với anh. Không tin anh hỏi Dương mà xem. Có thật như vậy không? Dạ, đúng là như vậy ạ. Đấy, anh nghe Dương nói rồi đấy. Đáng lẽ ra ấy, em với cả anh mới là đối tượng xem mắt của nhau. Bây giờ anh lộ diện thân phận rồi, em mới thở phào nói ra sự thật. Cô trở mặt cũng nhanh thật đấy. Vừa rồi cô còn là người yêu của anh ta, và hùa với hắn ta và chê tôi là xe ôm cơ mà. Lúc đó là vì em sợ hắn ta quá nên là em mới phải nói như vậy mà. Cô với hắn ta cũng cùng là người cả mà thôi. Cô cũng sẽ bị sa thải. Anh Toàn, từ giờ trở đi em sẽ là thư ký của anh và sẽ là người mà anh theo đuổi. Anh nói gì vậy chứ? Em chỉ là con gái của một người quét rác thôi. Em không... Lúc anh trong thân phận CEO, em đâu có chê anh đâu. Em vẫn đồng ý hẹn hò với anh mà. Vì vậy, nếu như em không chê, thì có thể đồng ý làm người yêu của anh không?